Bữa giờ ra chợ thấy bán củ kiệu quá trời luôn. Phải thấy nhà nhà nào cũng làm dưa kiệu. Là thấy sắp tới Tết rồi đó. Mà không biết sao Tết mới có cái món này. Nhà nào cũng có hết, chứ ngày bình thường ít ai ăn lắm. Mà để làm cái món dưa củ kiệu ngon, trắng, giòn tự nhiên, để được lâu nữa thì các bạn cùng đi làm với Hùng nha. Đầu tiên thì củ kiệu mình mua ngoài chợ về, rửa cho sạch cát sạch bùn nha. Sau đó chuẩn bị đường nè, muối và 1 lít giấm. Với 1 ký củ kiệu thì mình sẽ cho khoảng nửa chén đường nè, nửa chén muối và 1 lít giấm vào mình ngâm nha. Củ kiệu này nè, các bạn ngâm tầm khoảng 10-12 tiếng hoặc là để qua đêm luôn nha. Mà thật sự là cái món dưa củ kiệu này có rất nhiều cách để làm. Nào là ngâm giấm, ngâm muối, ngâm phèn chua, ngâm tro bếp, hoặc là ngâm qua bột mì, bột năng, đủ thứ hết luôn. Ai quen làm cách nào thì làm cách đó nha. Nhà Hùng thì cũng hay làm cái cách này. Là kiệu các bạn sẽ ngâm qua muối, đường với giấm qua một đêm. Thì sau một đêm thì các bạn sẽ rửa sạch lại nha. Đó, rửa là nhiều lần đi, cho cái phần nước giấm, nước muối nó hết. Bây giờ thì tiến hành các bạn sẽ đi cắt kiệu nè. Các bạn cắt cái phần đầu và cái phần chóp đuôi của cái kiệu, cái phần rễ cho nó sạch nha. Trong lúc mình cắt kiệu sẽ có cái lớp vỏ ngoài nó tróc ra, thì các bạn sẽ lột hết cái phần đó ra luôn. Và các bạn cứ lần lượt cắt đầu và cắt cái phần rễ cho nó sạch hết. Sau khi mà các bạn cắt xong hết á, thì mình cũng rửa qua nước sạch 1-2 lần nha. Tại trong cái lúc cắt á, cũng còn lẫn bụi bẩn hoặc là cát trong đó đó, mình rửa là cho nó sạch. Mình làm ăn ở nhà mà, nên kỹ xíu cho nó an toàn, nó sạch ha. Sau khi mà các bạn rửa sạch á, loại bỏ bụi bẩn xong á, thì bây giờ mình vớt ra nè. Và các bạn lấy một cái xề hay là cái mẹt gì đó, các bạn dàn trải ra nha. Các bạn phơi ở dưới ánh nắng tầm khoảng 2-3 tiếng thôi, cho nó khô, nó ráo, nó heo héo cái củ kiệu là như thế này nè. Đó, như vậy là được rồi. Chứ không có cần phơi cho nó khô queo, khô quéo là nha. Như vậy là hết ngon luôn á. Sau khi mà kiệu của mình nó ráo ráo, heo héo á, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đem vào, mình cho vô đường nè các bạn. Và cái tỷ lệ đường nhà Hùng hay làm á, là sau khi cắt sạch hết củ kiệu, các bạn cân 1 ký củ kiệu thì Hùng cho tầm khoảng 400g đường nha. Các bạn cho đường vào cái phần củ kiệu mình mới vừa phơi héo héo á, các bạn trộn đều lên hết, cho nó ngấm nha. Và sau khi các bạn trộn đều đường xong á, thì các bạn đem ra nắng, các bạn phơi tầm khoảng 1 nắng, 2 nắng gì đó. Cái này là phơi tiền, Tết là phơi dừa kiệu, dưa cải. Nhà phơi kiệu với cái mình dưa. Các bạn phơi 1 nắng, 2 nắng á, cho cái phần đường của mình nó tan hết, nó ngấm vào củ kiệu nha. Và xiên xíu á, thì lâu lâu mình canh ra mình trộn đều lên, để cho cái lớp đường của mình nó thấm. Chứ nó đọng ở dưới lớp trên nó không thấm thì nó không ngon. Sau khi củ kiệu của Hùng phơi tầm khoảng 2 nắng á, thì cái lớp đường nó đã tan hết rồi nè các bạn. Bây giờ cái củ kiệu của mình nó trong lắm. Đó, các bạn thấy không? Nó trong và nó mướt dễ sợ không? Thì bây giờ bắt đầu mình vô keo nha. Và như vậy thì các bạn để tầm khoảng 10 ngày, 15 ngày là có thể ăn được rồi đó. Và cái này các bạn để cả năm ăn vẫn được luôn nha. Hoặc là ai muốn ăn mau thì mình nấu cái phần nước giấm á, mình cho vào là vài ngày sau là nó chua lên, ăn được liền à.